là một quốc mạc liệt để tưởng niệm các bậc tiền nhân khai quốc công thần, anh hùng liệt nữ đã có công dựng nước và giữ nước Việt Nam thân yêu qua suốt mấy ngàn năm lịch sử, để tưởng niệm các chiến sĩ yêu nước vị quốc vong thân trong công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau cho đến Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông thân yêu, để tưởng niệm cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, người chiến sĩ quốc gia chân chính đã tận tụy hy sinh suốt đời tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ, tự do, độc lập và phú cường. Phúc bạc liệt bắt đầu. Liên minh dân chủ Việt Nam. Năm
1945 trước khi Pháp trở lại, thì giáo sư Huy lúc bây giờ làm việc chung với tôi tại tòa phố Cần Thơ đã gia nhập vào đại diện của dân đảng tháng 5 năm 1945. Thì đến tháng 7, 2 tháng sau, ông kết nạp tôi. Và từ đó chúng tôi tranh đấu bên cạnh nhau. Tôi học rất ít, nhưng nhờ sống gần ông mà tôi thu thập một số kiến thức. Thành ra ông vừa là bạn mà vừa là thầy của tôi. Cho nên hôm nay tôi xin ghi lại cuộc đời tranh đấu của giáo sư Huy từ năm 1 để cho quý vị biết cuộc đời tranh đấu của ông. Thì lúc còn đi học, giáo sư Huy nuôi cái chí nhỏ là trở thành nhà thơ hùng biện giống như Victor Hugo vậy. Cho nên ông nói tôi sẽ là Victor Hugo hay không là gì cả. Đó là chí nhỏ. Nhưng đến năm 1945 thì ông đổi cái chí nhỏ thành chí lớn, tức là gia nhập đại diện quốc dân đảng để tranh đấu chống Pháp, giành độc lập khi Pháp vừa trở lại. Ông rất có tài, cho nên từ năm 1945 cho đến 48 chỉ 3 năm thôi, mà từ một đảng viên ở tỉnh giải, ông đã là ủy viên của xứ bộ miền Nam. Và sang năm sau 1949, khi Bảo Đại về nước lập chính phủ và Nguyễn Tô Hoàng giữ chính phủ đó với tư cách rồi đảng đối lập, chỉ có cách là đảo chánh để lên cướp quyền, cho nên bất ổn. Vì đã đó, khi về nước năm 1963 thì ông vận động để cho cái đại việt quốc gia đảng trở thành một chánh đảng giống như là các đảng Âu Châu. Nguyên từ năm 63 trở về trước, ở Việt Nam không có chánh đảng, tức là đảng chánh trị, chỉ có đảng cách mạng thôi. Như là Việt Nam có chuyên đảng, đại biểu của chuyên đảng Công Dân Cộng Sản Đảng, đảng cách mạng là đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp, dùng bạo lực, tức là đảo chánh để cướp chánh quyền. Còn đảng chánh trị thì ngược lại, hoạt động công khai, hợp pháp, dùng lá phiếu, tức là bầu cử để nắm chính quyền. Thì ông muốn Việt Nam tiến bộ như các nước châu, cho nên ông muốn biến đảng cách mạng thành đảng chống chính trị. Ông vận động đi xứ bộ miền Nam thì được, sang vận động xứ bộ miền Trung và miền Bắc thì bị chống đối. Mà ông thấy rằng cái việc mà dân chủ quá để mà áp dụng cái này chánh trị phát trị, chánh dân chủ phát trị nhân dân là cần thiết. Cho nên năm 1964, ông tách cái xứ bộ miền Nam ra khỏi đại diện quốc dân đảng để thành lập một đảng mới. Đó là đảng Tân Đại Việt, đảng Đại Việt theo chủ trương mới, chủ trương dân chủ, khác hẳn với chủ trương cũ, chủ trương độc lập. Đó là ngày 14 tháng 11 năm 1961. Sang năm sau, thì ông Hàn Quốc ký tách xứ bộ miền Trung ra khỏi đảng để thành lập đảng Đại Việt Cách Mạng. Còn xứ bộ miền Bắc do bà Cả Tề với Đặng Nhật Sơn lãnh đạo thì vẫn tiếp tục mang cái danh xưng đại biểu quốc dân đảng. Vậy đại biểu quốc dân đảng do ông Trương Thế Anh thành lập năm 1938 đến năm 1965, tức là 27 năm sau, bị phân hóa làm ba: Tân Đại Việt, Đại Việt Cách Mạng và Đại Việt Quốc dân đảng. Thì ba đảng đó khác nhau ở điểm căn bản là số đảng viên căn bản lúc mới thành lập của Tân Đại Việt là xứ bộ miền Nam. Đảng viên của xứ đại biểu quốc dân đảng là di cư vào Nam từ năm 1954, cộng với vài đảng viên ở miền Nam mà không gia nhập Tân Đại Việt, cùng một vài đảng viên ở miền Trung mà không gia nhập.